Chào mừng các bạn, chúng ta gặp nhau trong một livestream này. Như đã thông báo với các bạn, ngày hôm nay tôi bắt đầu ra mắt chương trình, một cái group cộng đồng giúp mọi người tiếp cận NLP nguyên chủng của ABNLP Hoa Kỳ. Khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất và dần dần sẽ kiến tạo nên những năng lực để giúp chúng ta thành công trong cuộc sống này, giúp chúng ta có những cái năng lực để làm chủ mọi khía cạnh trong cuộc sống này. Và tôi chào mừng tất cả các bạn tham gia group này, bởi vì đây là group nó vô cùng hữu ích cho các bạn và sẽ giúp các bạn thay đổi tận gốc rễ những gì mà các bạn băn khoăn, những gì mà các bạn cho rằng rất khó thay đổi. Thì tất cả những điều mà chúng ta cho rằng băn khoăn thì đối với NLP vô cùng đơn giản. Bởi vậy, NLP mới được mệnh danh là khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Tôi đứng đây với tư cách một nhà huấn luyện thuộc hệ thống ABNLP Hoa Kỳ, với tư cách một nhà huấn luyện chuẩn mực quốc tế, để cam kết với các bạn rằng nếu các bạn sở hữu NLP nguyên chủng một cách nghiêm túc thì bất cứ điều gì các bạn cũng có thể kiến tạo cho cuộc đời mình. Và tôi xin trích lại một câu nói của một trainer, một anh bạn của tôi. Anh là một chủ doanh nghiệp rất là lớn, hơn 1.000 nhân viên ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và trong một lần ăn tối với nhau thì anh nói rằng, tôi có hỏi anh ấy rằng, vậy thì sau khi em tiếp cận được NLP và cũng trở thành một trainer NLP, thì cái điều gì em nhận thấy ở NLP? Vậy thì bạn ấy nói rằng, khi chưa có NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, khi chưa có NLP thì thế giới, mình bị thế giới điều khiển. Nhưng khi có NLP rồi thì mình điều khiển thế giới. Một câu ngắn gọn như vậy nó đầy xúc tích, như những người thành công nhất trên thế giới này vẫn thường nói một cách ngắn gọn. Khi họ nói về nguyên lý, họ nói về quy luật, họ nói về những bí quyết để tạo ra thành công trong cuộc sống này. Vì sao tôi tạo ra một cái cộng đồng mà lại huấn luyện NLP miễn phí? Là bởi vì trong quá trình trở thành một nhà huấn luyện và huấn luyện thì tôi thấy rằng rất nhiều câu chuyện đặt ra cho tôi thấy rằng chúng ta có một cái nỗi sợ hãi khủng khiếp, một số nỗi sợ hãi không có thật, nhưng mà chúng ta lại coi nó là có thật, và ta đã để cái nỗi sợ hãi đó nó điều khiển mình đến mức mà chúng ta bị tê dại mọi thứ. Và tôi hiểu rằng, thông cảm với điều này, tại sao chúng ta có cái sự nỗi sợ hãi làm tê dại mọi giác quan, mọi năng lực của chúng ta vậy? Khoa học NLP thì chỉ ra rất rõ là tại sao và giải quyết cách nào một cách cực kỳ đơn giản và kiến tạo cho các bạn thành công chỉ trong có vài tháng thôi. Và nếu sau chỉ cần 6 tháng thôi thì các bạn đã trở thành một con người nó hoàn toàn khác rồi. Tôi có những đầy đủ những ví dụ để minh họa cho các bạn ngay lập tức nếu các bạn muốn tiếp cận với những con người như vậy. Vấn đề là bạn có dám hành động hay không? Vấn đề là bạn có quyết tâm hay không? Còn mọi thứ thì nó đã sẵn sàng cho bạn rồi. Và chính vì tôi nhận ra nỗi sợ hãi trong con người rất khó tháo bỏ, cho nên tôi sẽ tạo ra một cộng đồng huấn luyện các bạn miễn phí. Và đương nhiên rồi, chương trình này huấn luyện là chương trình dài hơi. Và bởi vì tôi không có điều kiện để tương tác trực tiếp với các bạn, cho nên tôi phải huấn luyện các bạn từng ly từng tí một. Huấn luyện từng ly từng tí một, các bạn mới có thể thay đổi được. Và trong cái quá trình huấn luyện đó, nó cũng đào thải, nó cũng lựa chọn những người thực sự là cam kết. Thì tôi muốn tạo cho các bạn một cái thói quen. Tôi sẽ dỡ cho các bạn từng chút một những cái suy nghĩ tiêu cực trong bạn. Tôi sẽ dỡ cho các bạn từng chút một, tôi hóa giải từng chút một những cái cảm xúc tiêu cực trong các bạn. Tôi sẽ dỡ cho các bạn từng chút một những niềm tin giới hạn cho các bạn. Tôi chứng minh và tôi dỡ cho các bạn rằng cái điều đó là không có thật. Đó là những kết luận vô lý, kết luận sự thiếu hiểu biết trong cái quá trình các bạn sống và hình thành mà nó tạo ra mà thôi. Tôi sẽ dỡ bỏ cho các bạn tất cả những loay hoay, những băn khoăn trong cuộc sống này, rằng các bạn loay hoay giữa làm việc này hay làm việc này, làm việc này hay làm việc này, làm nhà nước hay làm ngoài, vừa làm nhà nước hay làm vừa làm ngoài, làm thế nào để cho tốt được. Tất cả những cái thứ đó nó làm mất hết cái năng lực của các bạn, nó kéo giãn hết cái năng lượng của các bạn. Và rất nhiều người ở ngoài kia kinh doanh thì thấy rằng
kinh doanh một lúc rất nhiều thứ. Thế và cứ nghĩ rằng là mình kinh doanh cái này rồi cái kia suy thoái thì lấy cái này đập sang cái kia, cái này suy thoái thì lấy cái kia đập sang cái này. Và cái điều đó không bao giờ thành công được. Không bao giờ thành công được. Chỉ khi nào bạn tập trung vào một thứ thôi. Bạn tập trung vào một thứ thôi. Và để cho cái thứ đấy nó thành công, nó chuẩn hóa, nó chuyên môn hóa, nó tự động hóa, thì lúc đó các bạn mới bắt đầu bước sang cái thứ thứ hai, rồi bước sang cái thứ thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến cái thứ 10, có nhiều nhiều thứ nữa. Và mọi thứ nó đều gì? Đều chạy một cách hoàn hảo, đều chạy một cách bền vững. Và ngay lúc này thôi thì các bạn nhìn thấy những cái comment của những người hỗ trợ tôi á, các bạn đã đăng lên cái trang cái đường link đó, đường link để các bạn đăng ký vào. Và cái điều kiện để các bạn đăng ký là gì? Các bạn sẽ chia sẻ đến với 3 người bạn của bạn. Tại sao lại vậy? Bởi vì thực sự nếu bạn quan tâm đến người bạn của mình thì hãy giới thiệu cho họ chương trình đặc sắc này, để tất cả chúng ta cùng thay đổi, bắt đầu từ tháng 9 này, để các bạn bắt đầu cất cánh từ năm 2020. Để các bạn bắt đầu cất cánh từ năm 2020, tôi cam kết các bạn điều đó. Vậy thì các bạn sẽ học được gì trong chương trình này? Các bạn sẽ được học được 4 cái năng lực. Các bạn sẽ học được 4 cái năng lực quyền năng vi diệu trong chương trình này. Cái năng lực thứ nhất. Năng lực thứ nhất là thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu được tất cả các nhóm người khác ở ngoài cuộc sống kia. Các bạn thấu hiểu rõ bản thân mình và thấu hiểu rõ 16 nhóm người, 8 nhóm người, 8 nhóm tính cách ở ngoài cuộc sống kia. Họ thể hiện trước các bạn cực kỳ dễ dàng để nhận biết. Và khi bạn đã nhận biết họ như vậy rồi thì bạn sẽ có những cái phương pháp ứng xử, giao tiếp, rồi phối hợp, rồi kết nối cực kỳ dễ dàng. Nhưng điều đầu tiên các bạn phải hiểu chính mình đã. Mình là ai? Mình sinh ra ở đâu? Mình sinh ra từ đâu? Và bây giờ mình đang ở cung bậc nào? Mình đang ở địa chỉ nào? Mình có những cái gì và mình chưa có cái gì? Cái gì là điểm yếu và cái gì là điểm mạnh của mình? Cái gì thuộc về cái thói quen nó làm hạn chế mọi năng lực của mình? Và cái gì nó thực sự nó là thế mạnh của mình? Bản thân chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Rồi, khi hiểu rõ điều đó thì chúng ta mới có niềm tin. Chúng ta mới có niềm tin để chúng ta bắt đầu hành động. Thế thì qua cái năng lực đầu tiên là năng lực tôi giúp các bạn là thấu hiểu bản thân mình. Các bạn sẽ được thấu hiểu điều gì? Thấu hiểu một cuộc đời dài từ năm thứ nhất cho đến năm 80 tuổi, 90 tuổi. Các bạn rõ ràng trong từng khúc đoạn một các bạn đã trở thành con người như vậy đấy. Và nếu các bạn không thay đổi thì cái kết cục nó đã có sẵn cho các bạn rồi. Kết cục nó đã có sẵn cho các bạn rồi. Và khi các bạn thấy cái module đó một cái, các bạn giật mình ngay lập tức. Các bạn có thấy không? Không ai muốn xem một bộ phim mà đã biết hoàn toàn kết quả rồi. Bạn là Michael Phạm. Bạn nói rằng nhóm tỷ phú. Bạn Michael Phạm rất có hay, có những câu hỏi rất là hay. Nhóm tỷ phú ở Việt Nam như là Bác Quyết, Bác Hiền ở trong nhóm người và tính cách nào anh ơi, làm sao để kết nối với nhóm này? Bạn hãy biến mình trở thành giá trị như những nhóm người đó thì bạn sẽ bắt đầu kết nối dễ dàng với nhóm đó. Bạn phải hỏi câu hỏi rằng là thế này này, vì sao cái đồng chí Quyết ấy, vì sao ông Bầu Hiền ấy, vì sao anh Vượng ấy phải chơi với bạn? Trả lời cái câu hỏi đấy đi thì bạn sẽ kết nối được với họ. Rồi, chúng ta đi tiếp tục này. Cái module đầu tiên, cái năng lực đầu tiên tôi trao cho các bạn là sự thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu được toàn bộ các nhóm người khác ở ngoài kia. Nào, ở đây để tôi có thể nói rõ hơn các bạn một chút này. Cái gì điều khiển con người chúng ta vậy? Cái gì vậy? Bộ não này có phải không các bạn? Phàm là con người thì bộ não này đang điều khiển tất cả con người. Ví dụ tôi đang đứng đây. Giả sử rằng tôi nhấc cái bộ não ra khỏi tôi. Vậy thì tôi sẽ là ai đây? Nếu tôi không có não tôi sẽ là ai? Vậy thì bộ não này là một cái cơ quan quan trọng nhất để điều khiển con người. Từ đây con người mới bắt đầu gì? Ra tư duy, ra những lựa chọn, ra những quyết định. Từ đây con người bắt đầu mới ra ngôn ngữ. Từ đây con người mới ra thái độ. Từ đây con người mới ra hành vi. Đúng không ạ? Nó xuất phát từ bộ não này. Vậy thì bộ não này
sau khi nó quyết định, nó suy nghĩ, thì nó phải thể hiện bằng cái gì? Nó thể hiện bằng ngôn ngữ. Đúng không ạ? Một người sau khi mọi thứ ở trong não họ rồi, thì họ phải thể hiện bằng ngôn ngữ. Thể hiện bằng ngôn ngữ. Thứ hai, họ phải thể hiện bằng hành vi. Thứ ba, họ phải thể hiện bằng thái độ. Vậy nếu chúng ta chỉ cần gì? Hiểu được gốc rễ rằng là đọc vị được tất cả những ngôn ngữ, đọc vị được hành vi, đọc vị được thái độ. Thậm chí bạn có thể đọc vị được kết quả của họ ở bên ngoài, bởi vì họ vẫn thể hiện điều đó. Bạn sẽ biết rằng là trong họ có cái gì, mong muốn của họ là gì, họ từ đâu sinh ra và năng lực của họ như thế nào. Đấy là bạn hoàn toàn có thể bắt đầu đọc vị được họ như vậy. Và nếu bạn được đọc vị như, với họ như vậy, thì bạn sẽ biết cách để giao tiếp với họ. Với người thấp thì bạn với người thấp thì bạn bắt đầu là trở thành người gì, hỗ trợ giúp đỡ họ, nâng họ lên và để gây ảnh hưởng với họ. Còn với những người cao thì bạn trở thành người khiêm nhường để học hỏi họ. Đấy, cái năng lực đầu tiên là năng lực thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu sâu sắc người khác, tức là năng lực đọc vị được người khác qua tất cả những gì mà họ thể hiện trong cuộc sống này. Nào, năng lực thứ hai. Năng lực thứ hai là năng lực bậc thầy của giao tiếp. Tôi sẽ trao cho các bạn tất cả những bộ công cụ ngôn ngữ quyền năng để các bạn giao tiếp. Tại sao lại là bộ công cụ ngôn ngữ quyền năng? Bởi vì mỗi một loại ngôn ngữ này sẽ dùng để nói chuyện với một nhóm người cụ thể. Khi bạn phát hiện ra, khi bạn đọc vị được ra họ, thì bạn phải dùng, bởi vì mỗi người có một gu nhu cầu khác nhau, một cái hệ ưu tiên tiếp cận thông tin khác nhau, tiếp nhận thông tin khác nhau. Nếu bạn không hiểu được điều đó thì bạn sẽ nói chật lấp. Mà nếu bạn họ nói vênh với những nhu cầu, vênh với hệ thống tiếp nhận thông tin ưu tiên của họ, vênh so với những cái họ thích, thì rõ ràng là bạn bị mất điểm, bạn bị mất kết nối trước họ rồi. Vậy thì bạn sẽ có những bộ công cụ ngôn ngữ quyền năng để bạn gì giao tiếp từng nhóm người để tạo ra hiệu quả cao nhất. Những bộ ngôn ngữ đấy để dùng cho bạn trong việc kết nối với người khác. Những kỹ thuật gọi trong đó gọi là kỹ thuật kết nối với người khác. À, kết nối nó cũng phải có kỹ thuật nhé. Chứ không phải là bạn chỉ có đến là hỏi rồi là trao đổi giới thiệu tôi tên này này, tôi tên là thế này, rồi chúng ta trao đổi với các đi, rồi chúng ta làm việc ở đâu như thế nào. Như vậy chúng ta chỉ coi như là những người đi spam nhau thôi. Spam số điện thoại rồi spam nhau trong công việc mà thôi. Kỹ thuật kết nối sẽ giúp bạn gì? Khiến người ta thích bạn ngay từ những giây đầu tiên. Khiến người ta tin cậy bạn, khiến người ta tôn trọng bạn, ngưỡng mộ bạn và muốn lắng nghe bạn những điều bạn nói. Đấy là kỹ thuật kết nối. Và tất nhiên rồi, trong kỹ thuật đấy bạn phải có ngôn ngữ để nói chuyện với họ. Vậy thì tôi trao cho bạn các bộ công cụ ngôn ngữ đầy vi diệu của NLP để giúp bạn gì? Kết nối. Để giúp bạn gì? Giao tiếp trở thành bậc thầy giao tiếp. Để giúp bạn gì? Đàm phán. Để giúp bạn thương lượng, giúp bạn chốt sale. Cho nên trong nhiều những cái bài startup của tôi đi huấn luyện về bán hàng, tôi đã nói rằng bán hàng cực kỳ đơn giản. Nhưng làm thế nào để đơn giản? Là bạn phải có năng lực thấu hiểu được cái người trước mắt bạn là ai. Họ nói ra cái ngôn ngữ đó, họ thể hiện ra cái thái độ đó. Bạn phải biết họ bên dưới họ đang ẩn giấu một điều gì, đang ẩn dưới nhu cầu gì, ẩn dưới băn khoăn gì, ẩn dưới khao khát gì, nghi ngờ gì. Họ đã cởi mở hay chưa, hay họ vẫn đang đóng kín. Bạn phải biết được điều đó để bạn bắt đầu tháo dỡ từng cái cảm xúc, từng cái trải nghiệm của họ ra. Ví dụ những cái trải nghiệm đó là những cái trải nghiệm tiêu cực, và họ đang dùng những trải nghiệm tiêu cực đấy để gì giao tiếp với bạn. Bạn có nhận ra không? Đấy. Thì cái năng lực thứ hai là năng lực trở thành bậc thầy giao tiếp, bậc thầy kết nối và bậc thầy gây ảnh hưởng với người khác. Và bạn thấy không ạ? Rất nhiều người thành công người ta nói rằng gì? Dù ý tưởng của bạn có hay đến thế nào chăng nữa, ý tưởng của bạn hay đến thế nào chăng nữa, nhưng nếu bạn không biết cách trình bày, bạn không biết cách gây ảnh hưởng với họ, thì ý tưởng đó cũng chả tạo được kết quả nào cả. Vậy thì để trình bày ý tưởng đó một cách thuyết phục, bạn phải có cách và bạn phải có cái ngôn ngữ để trình bày cái loại ý tưởng đó của bạn. Thì mới thuyết phục được người khác, thì mới khiến người khác gì nghe theo bạn, thích lắng nghe bạn, tin cậy bạn. Đấy là năng lực thứ hai. Năng lực thứ ba là năng lực huấn luyện người khác, thiết kế kế hoạch chiến lược và hoàn thành kế hoạch chiến lược. Các bạn thấy đấy, bao nhiêu người ở ngoài kia thực sự biết mình là mục tiêu cuộc đời của mình là gì? Bao nhiêu người ở ngoài kia biết rằng mình đang làm cái công việc cụ thể đấy, nhưng nó đã thực sự là cái công việc mà họ yêu thích hay chưa? Bao nhiêu người biết được điều đấy? Và cho đến gần gần hết cuộc đời,
dù có thể có tiền bạc, có địa vị một chút, nhưng vẫn cảm thấy như là sai sai cái điều gì đó, vẫn cảm thấy như là bí bách cái điều gì đó, vẫn cảm thấy như không hài lòng cái điều gì đó. Đó là gì? Đó là cái thứ mà họ làm việc ở bên ngoài, cái nó đang vênh với cái thực giá trị thực sự, cái giá trị ẩn sâu trong họ. Mà nếu bạn không có NLP, bạn sẽ không hiểu được cái giá trị đó là gì, và tại sao cái giá trị bên trong đấy nó lại mâu thuẫn với cái việc làm bên ngoài của họ. Điều đó mới khiến họ cảm thấy rằng là nó cứ loay hoay, cứ bối rối, có tiền mà không vui. Thậm chí các bạn có thấy ngoài cuộc sống kia không, có người có rất nhiều tiền nhưng cứ liên tục đi kiếm tiền, tưởng rằng kiếm tiền mới là hạnh phúc, kiếm tiền mới là vui, kiếm tiền mới là hạnh phúc. Không phải cái điều đó. Nó có một cái giá trị khác. Mà nếu như mỗi người chúng ta hiểu được cái điều đó, mà chúng ta có thể dung hòa, phối hợp được hài hòa hai cái điều đó, thì cuộc sống bắt đầu mới trở nên viên mãn. Cuộc sống này không phải là có rất nhiều tiền mới là hạnh phúc. Cuộc sống này chỉ phụ thuộc vào mỗi chữ hiểu. Chữ hiểu thì sẽ hạnh phúc. Rồi ta đang nói đến phần cái năng lực thứ ba, đó là năng lực gì? Thiết kế kế hoạch chiến lược. Rồi năng lực coaching, tức là năng lực huấn luyện người khác hoàn thành kế hoạch chiến lược. Đây là một trong những cái năng lực rất cần cho những người đang là giám đốc, đang là chủ doanh nghiệp, đang là giám đốc hệ thống kinh doanh, đang là leader, đang là trưởng các đội nhóm. Các bạn phải có năng lực này, các bạn mới biết dẫn dắt đội nhóm của bạn. Các bạn mới biết dẫn dắt doanh nghiệp của bạn đi về đâu. Có năng lực này bạn mới biết rằng là thực sự là bạn biết là bạn đưa doanh nghiệp mình 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, 50 năm nữa đi về đâu. Bạn phải rõ như vậy rồi thì bạn bắt đầu mới tập trung toàn bộ năng lượng của mình, tập trung toàn bộ trí tuệ của mình mà không bị phân tán bởi bất kỳ cơ hội khác nào ở ngoài kia. Bạn không có phải nhòm ngó bên này bên kia nữa, mà bạn chỉ tập trung vào cái mục tiêu của bạn thôi. Và khi cái mục tiêu của bạn đó nó là chính xác, nó là cao cả, nó là có ích với xã hội này, thì bạn có biết cách nào để là gì? Huấn luyện được người khác hiểu được cái chiến lược của bạn, hiểu được cái giá trị, hiểu được cái tầm nhìn của doanh nghiệp của bạn. Để rồi với đội ngũ quản lý của bạn, bạn có thể giúp họ gì? Huấn luyện kế hoạch chiến lược ở tầm quản lý. Rồi đối với lực lượng nhân viên nữa, bạn có thể giúp nhân viên của bạn huấn luyện được cái kế hoạch chiến lược và cái cách hoàn thành ở tầm mức độ nhân viên của bạn. Là lãnh đạo, bạn phải có đầy đủ những cái năng lực đó, và năng lực đó thì có hết trong cái khóa học NLP Watch thôi. Đấy là năng lực gì? Năng lực thứ ba, năng lực gì? Trở thành chuyên gia, bậc thầy trong việc thiết kế kế hoạch chiến lược và huấn luyện người khác hoàn thành kế hoạch chiến lược. Nó cũng có trong chương trình này. Và năng lực thứ tư là năng lực trị liệu người khác. Trị liệu gì? Trị liệu cảm xúc của người khác. Cái này là cái then chốt. Cái này là cái gì? Quyết định con người chúng ta. Tại sao lại là trị liệu? Bởi vì các bạn thấy đấy, chúng ta luôn luôn nói rằng là em có thói quen trì hoãn, tôi có thói quen trì hoãn, tôi có nỗi sợ hãi, tôi không dám nói chuyện trước đám đông, tôi không có vốn, tôi muốn lắm nhưng mà tôi giờ tôi chưa làm được, tôi phải đợi cái điều kiện. Đấy, các bạn đã không hiểu được, đấy là cái thứ bên trong. Cái thứ bên trong đó, nó đang tác động lên bộ não của các bạn, và nó đang cản trở các bạn. Tôi tin rằng các bạn đã đọc rất nhiều status của những người thành công nói rằng cái gì mà khiến con người chúng ta thất bại, stress, rồi là gì, trì hoãn vậy? Chính là tư duy của họ. Chính là tư duy của họ đã khiến họ stress, đã khiến họ thất bại, đã khiến họ mất tiền, đã khiến họ trì hoãn. Vì sao lại vậy? Bởi vì chính trí não của họ đã nghĩ ra cái điều đấy. Cho nên cũng những người thành công, người ta nói rằng gì? Nếu bạn không thực hiện kế hoạch thành công, nếu bạn đang không thực hiện kế hoạch thành công, thì chắc chắn bạn đang thực hiện kế hoạch để thất bại. Các bạn có hiểu được thâm ý cái điều này không? Nếu bạn đang không thực hiện kế hoạch để thành công, thì chắc chắn rồi bạn đang thực hiện cái chiến lược để bạn thất bại. Vậy hiểu câu này thế nào? Nghĩa rằng, khi bạn đang làm một việc gì đó, cụ thể là bạn đang làm đây này, giờ phút này này, cả ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia và nhiều ngày nữa, nhiều tháng nữa, nhiều năm nữa, bạn đang làm đúng cái việc bạn đang làm này. Bạn có biết chắc rằng nó đang mang lại những kết quả để cho phép bạn thành công hay không? Rồi, cái kết quả đấy cho phép thành công nghĩa là sao? Cái kết quả thành công nghĩa là gì?
bạn có gì, cái tài chính đó có khiến bạn đủ ăn đủ tiêu hay là dư giả ra, có khiến bạn gia đình bạn có thể dư giả hạnh phúc, đáp ứng tất cả những cái điều kiện cơ bản hay là dư giả ra để có thể phát triển không? Đấy, công việc của bạn có chắc chắn mang lại cái điều đấy không? Hay là bạn đang làm với một cái tư duy là thôi cứ cố thôi, cố cố sẽ được không? Đối với câu chuyện NLP là không có cố được. NLP là phải biết rõ ngày hôm nay, tháng này, năm này làm được cái gì và nó xảy ra đúng như vậy. Không có câu chuyện là cố hay là cứ làm rồi sẽ xảy ra. Bởi vì NLP đo lường từng chút một, từng ly, từng tí một để cho bạn biết rằng. Bởi vậy, người thành công mà người ta mới chắc chắn nói rằng gì? Nếu bạn đang không thực hiện kế hoạch thành công thì chắc chắn bạn đang thực hiện để thất bại. Còn kế hoạch thất bại là kế hoạch như thế nào? Hãy nhìn vào kết quả hiện tại mà các bạn đang làm ấy. Thu nhập đang ở mức bao nhiêu? Hết năm nay sẽ thế nào? Hết năm sau sẽ thế nào? Bạn tính ra đi ạ. Bạn sẽ biết được cái cách bạn làm, cái việc bạn làm nó đang mang đến cho bạn này thành công hay là thất bại. Rồi tiếp tục này. Tất cả những cái thứ thuộc về cái cảm xúc, những cái niềm tin giới hạn, nó sinh ra bởi trong quá trình chúng ta trưởng thành. Và chính chúng ta nếu không học, chưa sở hữu NLP thì chưa bao giờ chúng ta hiểu được chính mình luôn. Tôi cũng nói trong startup của mình rất nhiều rằng nếu bạn chưa bao giờ sở hữu NLP thì không bao giờ bạn hiểu bản thân mình, chưa bao giờ bạn hiểu bản thân mình. Và tôi cũng nói tiếp là thiệt thòi lớn nhất của con người là gì? Không biết được NLP và không sở hữu được NLP. Vậy thì cả cuộc đời này không hiểu mình, cả cuộc đời này mà không hiểu mình thì làm sao nói đến chuyện là hiểu người khác? Nếu đã không hiểu mình thì làm sao có thể biết đặt mình vào những cái vị trí có thể khai phá được các nguồn lực của mình để thành công? Rất nhiều những cái kiến thức tuyệt vời nó đang nằm trong chương trình này. Và như vậy, group đã khai mở rồi. Và tôi mong muốn các bạn, nếu có thực sự các bạn quan tâm đến những người bạn của mình, nếu thực sự các bạn quan tâm đến nhân viên của mình, thì hãy mời họ vào tham gia group này. Và đương nhiên rồi, tôi sẽ huấn luyện từng ly từng tí một. Bởi vì đây là chương trình mà tương tác một cách gián tiếp, rằng là gì, tôi huấn luyện gián tiếp trên hệ thống này. Cho nên tôi không thể nào ngồi trực tiếp với các bạn. Còn nếu mà ngồi trực tiếp với các bạn thì chỉ trong 6 ngày thôi, tôi sẽ huấn luyện các bạn biến trở thành đại bàng. Để sau khóa học 6 ngày thôi thì các bạn đã biết rằng là mình phải làm gì trong cuộc sống này rồi. Bởi vì chỉ 6 ngày đó các bạn sẽ biết rằng các bạn sở hữu được những gì. Trong tư duy bạn có gì, trong năng lực bạn đã hội đủ điều gì. Và bạn bay ra ngoài kia các bạn biết nó làm ngay lập tức, biết tạo ra kết quả ngay lập tức. Còn trong cái chương trình mà huấn luyện trực tiếp trên mạng như thế này thì đương nhiên rồi, tôi phải huấn luyện nó rất chậm rãi. Và bắt các bạn làm bài tập. Và khi các bạn phải thể hiện được kết quả của mình thì tôi mới tin rằng là đây thực sự là cái thứ nó đã ngấm vào trong bạn, nó đã trở thành cái vô thức trong bạn. Một khi tất cả những cái kiến thức quyền năng như vậy, vi diệu như vậy, nó trở thành cái gì? Cái năng lực vô thức trong bạn. Thì bạn mới bắt đầu. Năng lực vô thức đó là gì? Đó là cái thói quen của bạn hàng ngày. Đó là cái thói quen, nó đơn giản là thói quen thôi. Nghĩa là bạn không cần phải nghĩ đến nó nữa. Bạn hành động đã như vậy rồi. Bạn đứng đã đứng một cái dáng đứng chuẩn mực như vậy rồi. Bạn nói đã nói đến cái ngôn ngữ chuẩn mực như vậy rồi. Bạn tư duy đã tư duy đúng theo cái cách đấy rồi. Thế thì tôi sẽ phải nắn các bạn từng chút một để thay đổi lại toàn bộ những cái kết cấu tư duy ở bên trong các bạn. Chỉ có như vậy thì các bạn mới bắt đầu nhìn cuộc sống này một cách chuẩn mực. Chỉ như vậy thì năng lực các bạn mới có thể tăng cao. Cái năng lực bên trong của bạn bắt đầu mới khởi phát và bạn bắt đầu mới cuốn mọi người bên ngoài và hút được mọi người bên ngoài. Các bạn nhìn cuộc sống này, tại sao nhiều người lại thấy rằng mình thiếu tự tin như vậy? Vì sao nhiều người lại sợ nói chuyện trước đám đông? Vì sao nhiều người lại sợ giao tiếp vậy? Vì sao nhiều người lại không dám nhìn thẳng vào mắt nhau vậy? Là bởi vì bên trong thiếu rất nhiều năng lực. Và tôi cũng giải thích rằng vì sao mỗi chúng ta lại thấy cuộc sống ở ngoài kia khó khăn vậy? Nào, vì sao chúng ta lại thấy ở ngoài kia cuộc sống khó khăn vậy? Nó đơn giản thế này thôi, là bởi vì bên trong của bạn này, bên trong của bạn chưa có cái năng lực để giải quyết cái thứ việc ở bên ngoài, để giải quyết cái việc phát sinh ở bên ngoài. Cho nên bạn lại thấy khó khăn và cái não bạn bắt đầu nghĩ rằng nó khó khăn. Nhưng thử hỏi rằng nếu bên trong bạn đã biết cách giải quyết nó rồi thì đấy có phải còn vấn đề không? Nó không còn vấn đề nữa. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thế này thôi này.
Tôi rất hay lấy ví dụ như này, hay là hôm nay trên đường trở về từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn. Bây giờ hiện giờ thì tôi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để 2 ngày nữa thôi thì bắt đầu khai trương một khóa học NLP Project trong 6 ngày. 6 ngày thiết kế giúp những học viên của tôi trở thành đại bàng, thiết kế lại tương lai của mình. Như các bạn biết thì ngày hôm qua tôi huấn luyện trên tỉnh Bắc Giang cách Hà Nội 60 cây số. Và ngày hôm nay thì tôi đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh rồi để tiếp tục một khóa học nữa. Và sau 2 tuần ở đây thì tôi tiếp tục trở ra Hà Nội để tiếp tục một khóa học, một khóa NLP nữa ở Hà Nội. Và cuộc đời tôi là liên tục như vậy để giúp mọi người đột phá thật nhanh lên. Và cái group này mở ra cũng là nhằm gì? Lan tỏa NLP, một cái khoa học quyền năng khủng khiếp này. Trên thế giới chỉ có thì đang có dưới 5 triệu người biết được đến môn khoa học này mà thôi các bạn. Gần 8 tỷ người trên thế giới mà chỉ dưới 5 triệu người biết được NLP nguyên chủng của ABNLP Hoa Kỳ mà thôi. Và như vậy thì rất may mắn cho Việt Nam chúng ta. Bởi vì chúng ta là một đất nước rất ham học hỏi. Rất ham học hỏi. Và chúng ta đã tìm ra những thứ khoa học quyền năng để thay đổi con người mạnh mẽ như này, thay đổi con người tận gốc rễ như này. Để tôi chia sẻ một chút nữa với các bạn. Vậy thì tham gia chương trình này các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải học rất nghiêm túc. Và các bạn sẽ phải trả bài. Các bạn sẽ phải trả bài khi tôi ra bài tập. Để đảm bảo rằng các bạn thực sự học nghiêm túc. Để đảm bảo rằng cái kiến thức từ trái tim tôi, cái kiến thức từ trải nghiệm cuộc đời tôi trao cho các bạn nó phải có giá trị. Và thực sự các bạn phải trân trọng nó, biến nó trở thành kết quả với cuộc đời các bạn. Thì như vậy tôi mới cảm thấy vui, tôi mới cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi trao đi cái giá trị thực sự cho các bạn, đến các bạn. Vì thế, chương trình này sẽ huấn luyện một cách chậm rãi. Các bạn đừng có sốt ruột. Các bạn đừng có tôi biết rồi. Hãy hình dung như thế này. Giả sử rằng NLP mà tôi thì chia sẻ với các bạn, huấn luyện các bạn, nó như là ánh sáng mặt trời. Và khi bạn bước vào lớp thì nó giống như việc là bạn đang có một cái căn phòng như thế này và bạn mở cái cánh cửa sổ của bạn ra để tất cả cái ánh mặt trời đó nó tràn vào căn phòng của bạn. Nó tràn hết vào căn phòng của bạn. Thì như vậy nó mới hiệu quả. Chứ không phải rằng khi mà cửa sổ của bạn đang mở rồi khi chương trình này nó bắt đầu xảy ra thì bạn ra bạn kéo cái cánh cửa sổ lại. Cái này tôi biết rồi. Bởi vì mỗi một chương trình nọ, module nọ nó liên kết đến chương trình kia. Và tôi sẽ hỏi đi hỏi lại cái tính liên kết đó để giúp các bạn thực sự là vỡ ra vấn đề. Bởi vì tôi thấy rằng trong nhiều khóa huấn luyện trực tiếp của tôi, ngay cái việc là nó xảy ra trước mắt, ngay cái việc là tôi trình bày trước mắt của các học viên của tôi rằng cái công cụ này nó mạnh không, nó cực kỳ, nó giải quyết vấn đề này không, nhiều bạn, các bạn học viên tôi sẽ rằng tuyệt vời hay tuyệt vời rồi. Thế vậy rồi các bạn ấy hỏi về thế vậy thì trong trường hợp này thì nó ứng dụng vào việc gì? Trời ơi, nó cực kỳ đơn giản, nhưng đôi khi chúng ta quá tập trung vào điều gì đó, chúng ta sẽ không nghĩ được rộng ra. Rồi qua thời gian sự va đập thì chúng ta bắt đầu mới hiểu ra nó ứng dụng việc gì. Thì hóa ra là nó ứng dụng toàn bộ mọi khía cạnh trong cuộc sống này. Mà nó có một cái sự liên kết với nhau toàn diện này để tạo ra một sức mạnh vô địch. Đó là khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Và một lần nữa, chào mừng các bạn tham gia chương trình này. Và các bạn có câu hỏi gì cho tôi? Câu hỏi gì cho tôi khi tôi khai mở chương trình này, khi tôi ra mắt chương trình này để gì? Miễn phí huấn luyện các bạn. Thì các bạn có điều gì có thể trao đổi với tôi không? Các bạn có đề xuất gì? Các bạn có mong muốn gì? Và làm thế nào để tôi có thể phục vụ các bạn tốt hơn, tốt nhất? Chương trình này tôi ra mắt là nhằm đến với nhiều người hơn. Rất nhiều người đã nói với tôi rằng thưa anh là tôi kinh doanh, ngày xưa thì rất thành công nhưng bây giờ sạch bách âm cả vốn rồi. Rất muốn học để lấy lại mọi thứ nhưng bây giờ điều kiện không cho phép. Vì sao vậy các bạn? Hãy nhớ lại cái câu mà tôi vừa chia sẻ các bạn là gì. Nếu bạn đang không thực hiện cái kế hoạch thành công thì chắc chắn bạn đang thực hiện kế hoạch thất bại. Để tôi nói các bạn là giữa cái việc mà chúng ta sở hữu được những cái công cụ, sở hữu được những cái kỹ thuật để giúp chúng ta thành công và việc chúng ta không sở hữu được những kỹ thuật đó, nó chỉ đơn giản thế này thôi. Giả sử rằng là có này, một gia đình có hai anh chị em sinh đôi, có hai người con trai sinh đôi. Thế rồi gia đình đó thì ở vùng miền núi. Thế và sau đó thì gia đình này
bắt đầu mới làm một cái cuộc thí nghiệm là tách hai người ra, tách hai người. À, người vợ thì mang một đứa con xuống thành phố, về Hà Nội đi, và để nuôi dạy ở dưới đó, cho ăn học đàng hoàng và nuôi dạy dưới đó. Còn một người con trai nữa thì ở lại với bố ở trên rừng ấy, và hai bố con cứ ở trong rừng ấy, không có cần học hành gì cả. Và đến năm thì 25 tuổi, chúng nó bắt đầu mới gặp lại. Chúng nó bắt đầu mới gặp lại. Và bắt đầu cả gia đình đấy hợp sức lại với nhau. Và bắt đầu bảo là bây giờ chúng ta bắt đầu phải làm một cái gì đó, mở một cái quán hàng kinh doanh hay là một cái dự án nào đó. Thì thưa các bạn, giả sử rằng họ lập hai cái dự án kinh doanh khác nhau, với cùng một dự án, cùng một kinh doanh cái thứ đấy, nhưng mà hai cái cửa hàng khác nhau, thì bên nào sẽ làm tốt và bên nào không làm tốt? Rõ ràng cái bên mà họ xuống thành phố kia học được tất cả những cái kỹ năng kỹ thuật kia kìa, họ có hiểu biết kìa, thì họ sẽ làm tốt hơn là hai bố con người rừng bên này. Đấy là cái ví dụ cực kỳ đơn giản thôi, để chúng ta thấy rằng là khi có kiến thức, có kỹ năng, có trí tuệ, thì nó sẽ dễ dàng cho việc chúng ta điều khiển cuộc sống này như thế nào, dễ dàng cho chúng ta vận hành cái những dự án kinh doanh của chúng ta như thế nào. Còn cái việc mà nếu chúng ta không có kiến thức thì đương nhiên chúng ta ném tiền qua cửa sổ, chúng ta bị mất tiền, chúng ta bị thua thiệt, rồi chúng ta bị lừa, là câu chuyện đương nhiên nó phải xảy ra. Nhưng phần lớn thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta tin vào là cái lần này mất tiền thì ta sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau. Không, vẫn với cái năng lực cũ như vậy, với vẫn những cái nguyên nhân gốc rễ như vậy, bạn không bao giờ có thể cải thiện được, tạo ra sự đột phá được. Bạn có thể phải đau đầu hơn nhiều thứ, bạn có thể phải thức đêm nhiều hơn nữa, bạn phải lao tâm khổ tứ nhiều hơn nữa, thì bạn mới may mắn giữ được cái thứ kết quả của bạn đang có mà thôi, giữ lại và tiến rất chậm mà thôi, chứ không thể nào bạn có thể tạo ra một sự đột phá được. Để đột phá, nó phải có công cụ, nó phải có kỹ thuật, nó phải có bí quyết. Đó là những cái cách mà người thành công, người ta đã gì, mất hàng trăm năm trời rồi, người ta tổng kết lại rồi, và bây giờ chúng ta chỉ việc gì, ứng dụng đúng nó, làm chuẩn 100% nó, để tạo ra kết quả đúng 100% như những người thành công mà thôi. Và một lần nữa, tôi khuyến khích các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình, chia sẻ đến những người bạn của mình group này, group giải phóng sức mạnh. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ bắt đầu vào bài huấn luyện đầu tiên, và tổng kết một lần nữa, các bạn sẽ học được bốn cái năng lực đầy uy lực để giúp các bạn bắt đầu thiết kế lại tương lai cuộc đời mình. Năng lực thứ nhất là thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu đọc vị được hết các nhóm người khác trong cuộc sống hiện nay, để bạn có giúp bạn dễ dàng trong việc gì, trong việc gì? Nhận thức được về con người, đọc vị được con người. Thứ hai, năng lực thứ hai là trao cho bạn những cái công cụ, những bộ ngôn ngữ và khung mẫu ngôn ngữ giao tiếp đầy quyền năng, để bạn có thể chiến thắng 100% trong giao tiếp, trong kết nối, trong đàm phán, trong chốt sale. Và năng lực thứ ba là năng lực gì? Trở thành một chuyên gia thiết kế kế hoạch chiến lược. Bởi vì cái thiết kế kế hoạch chiến lược nó phải đảm bảo tính khả thi, nó phải đảm bảo rằng đầy đủ các hội đủ các yếu tố, hội đủ các môi trường, hội đủ năng lực, hội đủ hành vi, hội đủ cả niềm tin và giá trị bên trong mình nữa, thì mới đảm bảo mình chiến thắng trong các cái mục tiêu cuộc sống hay cái công việc hay sự nghiệp mình chọn. Nếu thiếu một trong thứ đấy và thiếu nhiều trong thứ đấy, thì các bạn không biết rằng là chính nó đang làm cản bước, hoặc nó phá hoại, hay nó cản trở toàn bộ cái kế hoạch của các bạn đâu. Và cái năng lực thứ tư, năng lực cực kỳ quan trọng, là năng lực trị liệu huấn luyện con người. Năng lực trị liệu huấn luyện, cái thứ đó nó thuộc về tiềm thức. Tất cả những cái gọi là gì, nỗi thất vọng, những tổn thương, những cáu giận trong quá khứ, rồi những lo buồn, nó đến với chúng ta từ cái thời chúng ta bắt đầu sinh ra, và nó nằm ở đấy, nó nằm trong chúng ta. Và cứ tưởng rằng chúng ta đã quên đi rồi, nằm im, quên đi rồi, nhưng không. Khi bỗng có điều kiện là bắt đầu nó trồi lên, và bắt đầu nó gì, nó khiến tâm trí chúng ta bắt đầu hành động một cách thiếu kiểm soát, hành động một cách thiếu khôn ngoan. Và tất cả những cái tư duy nó bày ra đấy, tất cả những cái kết luận sai lầm trong ta đó, nó bắt đầu nó gì, nó truyền thông với bộ não chúng ta, để khiến chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng băn khoăn, để chúng ta bắt đầu thấy do dự, để chúng ta bắt đầu thấy sợ hãi, và để chúng ta bắt đầu mới ra quyết định từ chối. Và các bạn có muốn biết rằng các bạn đã nghĩ một cách chính xác như thế nào trong những năm qua không? Các bạn đã ra quyết định một cách thông minh như thế nào trong những năm qua không? Các bạn đã hành động một cách sáng suốt như thế nào trong những năm qua không?
Hãy nhìn vào kết quả các bạn đang hưởng. Hãy nhìn vào kết quả của các bạn đang hưởng. Từ đời sống kinh tế, từ trạng thái tinh thần của bạn, từ chất lượng các mối quan hệ của bạn, cuộc sống của gia đình bạn. Đấy là câu trả lời rõ nhất rằng các bạn đã nghĩ thông minh như thế nào trong thời gian qua, các bạn đã hành xử sáng suốt như thế nào trong thời gian qua, các bạn đã quyết định đúng như thế nào trong thời gian qua. Và bây giờ, cái kết quả các bạn hiện tại đang hưởng là cái câu trả lời chính xác nhất cho những gì mà các bạn đã từng quyết định, các bạn đã từng nghĩ, các bạn đã từng hành động để tạo ra. Và nếu như những gì mà các bạn đang có nó chưa đúng với mong cầu của các bạn, thì group huấn luyện này sẽ là cơ hội để các bạn làm lại, cơ hội để các bạn thay đổi, cơ hội để các bạn có thể nắn lại mọi thứ cho nó chuẩn mực, cho nó xuất sắc, để bắt đầu kiến tạo lại cuộc đời mình. Tôi Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc ABNLP Hoa Kỳ. Tôi rất hào hứng để trợ giúp các bạn chương trình này, để giúp các bạn thay đổi, kiến tạo lại một cuộc đời thịnh vượng như các bạn mong muốn. Và bây giờ, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại bắt đầu với bạn bằng chương trình huấn luyện đầu tiên vào thứ ba tuần tới. Một lần nữa, các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình và mời họ join vào group. Chúng ta sẽ cùng thay đổi để kiến tạo một cuộc đời ngoại hạng.